Rồi xin chào anh em nhé Thì hôm nay em làm bộ review cho anh em một con vít của Đề Watt hàng chính hãng bảo hành 3 năm Pin sạc sẽ được bảo hành 1 năm Bộ này thì giá 3 triệu 300 ngàn thôi Thì anh em có ngay một con vít một pin 4 b sử dụng được một ngày Và một cái sạc điện 220G Đó, Đây là sạc của nó Một bộ như thế này 3 triệu 3 nha anh em Thì đối với những anh em nào mua chuyển khoản đủ em sẽ bao ship bộ này nhá Riêng bộ này đó, thì hỗ trợ anh em đối với những anh em nào mà chuyên bắn tôn, bắt vít thì anh em có thể sắm bộ này. Đó. Con này là dòng này là ký hiệu 20V. Và mã của nó là DCF809. Đó. Con này là 190 Newton Mạnh hơn Magita, đèn sáng hơn. ba đèn. Mạnh hơn con XDT13 luôn nha anh em. Rồi ok, 3 triệu 300 ngàn cho một máy một pin 4A một sạc hàng mới. Bảo hành lên đến 3 năm đối với thân máy, pin sạc bảo hành 1 năm. Thì anh em nào quan tâm đến bộ này có thể liên hệ với em. Động cơ của nó là động cơ không chổi than. Đó. Cho nên anh em khỏi phải lo về vấn đề hư hao và rất là tiết kiệm pin nha anh em. Rồi cảm ơn anh em, chúc anh em buổi sáng vui vẻ.